thời gia can. Sự biến chuyển của trời đất, mái thiên cơ mỗi phút mỗi thai. Cho nên con người từ cái sự biến chuyển đó mà nó bị ảnh hưởng rất là lớn, rất là nhiều. Cái sự ô nhiễm vì địa tiên tài phép đa đoan, phi đao vũ kiếm mê mang mắt trần. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Nam mô tam thế Phật Quan Thế Âm Bồ Tát Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Bửu Sơn Kỳ Hương Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính trình mười phương chư Phật, tam cõi cộng đồng thánh thần tiên Phật, cụ phẩm lĩnh bà thất dĩ nương nương ngũ dĩ nương nương, công đồng Phật hội hội Phật thánh tiên, Quan Thế Âm Bồ Tát Đại Thế Chí Bồ Tát, Phổ Đà Sơn Quan Âm Nam Hải, Thượng Động Cố Hỷ Chú Sứ Nguyên Nhung, Dạng Ban Ngũ Hành, Chánh Sái Trăm Họ và các cấp Thượng Trung Hạ, Cụ Quyền Trong Trăm Họ. Chứng minh ngày hôm nay vào ngày 24 tháng Chạp năm Quý Mão, sắp cuối năm, bước sang năm Thìn, thì để Dương Cầm có hỏi tôi những lời hỏi qua những cái tâm tư nguyện vọng muốn biết và phải chuyển hóa như thế nào để con người trở lại một con đường thánh thiện, thì hôm nay với sự khả năng, sự hiểu biết của tôi bấy nhiêu thì xin trình bày bấy nhiêu. Nam mô A Di Đà Phật. Thầy nói rằng người mới sanh tánh thiện trời dành, bởi lớn lên tập nhiễm lợi danh nên tật xấu che mờ thiện tánh, mới thiếu giáo dục thiếu thêm đức hạnh. Cho nên cái câu giảng của thầy nói rằng cũng gốc người thượng đế xuống trần, mới hoài đầu nghe tiếng chuông ngân, trở về chốn cũ cho gần Phật tiên. Khi con người ở trên cho xuống thì tánh thiện vẫn có. Khi mới sanh ra thì tâm chẳng biết ô nhiễm những gì. Lớn lên trong cảnh trần trượt này, danh, lợi, tiền, tình, tài, sắc, nó quyến rũ con người, nó đi sai lệch một cái con đường thiên ý. Cho nên thầy mới nói khi sanh ra tánh thiện, vì nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh, nghĩa là ai ai đều có tánh Phật như nhau hết. Nhưng khi lớn lên rồi thì chung quanh bị ngoại cảnh, tài sắc danh lợi quyến rũ, làm con người phải quên đi cái tâm chân tánh thật, tâm Phật của mình, mà bước theo con đường danh lợi tài sắc. Nó không còn như thuở mới sanh ra. Vì thế đó mà lẫn quẩn trong ba đường sáu nẻo luân hồi. Cho nên vào buổi ngoan hạ này đã sắp cuối, vì trong cái đời thượng ngoan thượng, thượng ngoan trung, thượng ngoan hạ có khác. Mà trung quân thượng, trung quân hạ, trung quân trung, trung quân hạ có khác. Và hạ quân thượng, hạ quân trung, giờ hạ quân hạ đã khác. Cho nên thầy nói hạ quân nay đã hết đời.
phong ba biến chuyển mới đổi dời gia can. Sự biến chuyển của trời đất, mái thiên cơ mỗi phút mỗi thai. Cho nên con người từ cái sự biến chuyển đó mà nó bị ảnh hưởng rất là lớn, rất là nhiều. Cái sự ô nhiễm vì địa tiên tài phép đa đoan, phi đao vũ kiếm mê mang mắt trần. Quý vị có thấy như tỷ dụ, bây giờ những đứa em nhỏ 5-7 tuổi lớn lên rồi thì cầm điện thoại biết bấm biết coi đủ hết đó. Rồi chính người lớn cũng vậy luôn. Tại vì bên địa tiên nó rất là tài, rất là giỏi. Nó ra nhiều cái kỹ thuật mới mà làm cho con người phải mê, phải nhiễm. Rồi nó xoay chuyển đầu óc của mình đi vào cảnh giới mê. Thì con người mê không được trở về cảnh Phật Thánh Tiên được. Mà con người giác ngộ hoàn toàn cái chơn tánh, vẫn còn giữ được cái tâm Phật, thì mới trở về con đường duyên giác, mới về cảnh giới Phật Thánh Tiên được. Vì chỗ đó mà hôm nay trong một cái xã hội này rất là trà trộn, nó rất là rối rắm, nó rất là đau khổ tang thương trong cái con người trà trộn. Phật Thánh Tiên cũng cùng nhau xuống thế, mà dưới địa ngục cũng mở cửa cho lên, thiên đàng cũng xuống. Thiên đàng mở cửa các lân, mà địa hoàng cũng mở mấy tầng ngục môn. Cho nên thiên ma cũng xuống, mà Phật Thánh Tiên cũng xuống, mà dưới địa ngục cũng đi lên, đều có xác thân như nhau hết. Nhưng có đổi dời là ở chỗ tâm duyên giác, tâm Phật vẫn giữ bình đẳng được, thì còn biết đường về, biết tìm về nguồn cội, biết tri hiểu chánh pháp mà tu thân hành thiện. Còn con người đi vào một cái mê rồi thì không còn lối về nữa, phải chịu trầm luân biển khổ. Rồi kỳ này không tồn tại được xác thân và linh hồn cũng tiêu ra tro bụi. Vì sử tiêu một cuộc không chừng, long châu ước giáp Phật trần loài gian, mà gian tà hồn xác cũng tiêu. Cho nên sắc lệnh của Thượng Thiên kỳ này phải ra lệnh để có một cái cuộc thanh trừ lừa lọc cặn bã thì trút hết, còn thanh thì tồn tại đó. Cho nên khi mở mắt chào đời chỉ biết khóc tu qua tu qua, chứ đâu có biết cái gì đâu. Nhưng nuôi từ từ lớn lên, biết ăn biết nói rồi biết học, từ cái chỗ đó bị cấu nhiễm trần gian nhiều thứ quyến rũ mà con người thiếu trí giác, không còn giữ được cái tâm Phật chân chính thì sẽ bị lôi cuốn hết cái màn này. Người mới sanh tánh thiện trời dành, tức là tánh thiện là tánh Phật chứ gì. Trời đã ban cho xuống trần, đã dành sẵn cho mình một cái tâm chân, cái tánh Phật rồi. Nhưng lớn lên rồi thì bị quay cuồng trong cái danh lợi tiền tình mà quên đi cái nguồn cội, quên đi lối về.
bởi lớn lên trập nhiễm lợi danh, nên tật xấu che mờ thiện tánh. Con người quên đi cái tâm Phật của mình thì làm bất cứ những chuyện gì không sợ tội lỗi hết. Cho nên bây giờ con giết cha, vợ giết chồng, luân thường đảo lộn, huynh đệ phân chia, anh em cấu xé lẫn nhau, không nghĩ rằng luân thường đạo lý là gì nữa. Cho nên cái xã hội này nó rất là rối loạn. Vì chỗ đó mà Đức Thượng Thiên muốn lập lại một cái đời mới, trở lại một cái đời thượng nguyên thánh đức, thì toàn bộ những cái hạt giống tốt mới còn, dân ngọc bích mới còn, còn những cặn bã cũng như cái lu hồi đó giờ con chứa nước lâu quá rồi con không có súc, nó đóng rong rồi nó chứa cặn, thì nước này cái người trí, cái người khách sang người ta đâu có dùng, vì chỗ đó phải súc luôn, chà rửa cho sạch mới đựng nước trong, mới đãi được khách sang. Ý muốn nói muốn về giữa Phật thánh tiên thì con người phải toàn thiện toàn mỹ, hạnh tâm đức độ phước báo tròn đầy thì mới về được cái cảnh giới của Phật thánh tiên. Nhiều người chính là cô Năm nhận xét, chính là người giác ngộ tu đó mà vẫn còn vọng tưởng sai lầm. Mong rằng niệm Phật để giải thoát về Tây Phương, nhưng mà không chiếu lại mình, xét lại mình còn những gì, có buông bỏ được hết chưa, có trong sạch thanh tịnh được chưa mà mong về cảnh giới đó. Vì cảnh giới của Phật là một cái cảnh giới thanh tịnh, trang nghiêm, trong sáng, chứ không có ô nhiễm. Mà con người nó muốn về Phật thì cõi phàm đừng mến, muốn lên tiên phải tách bến hồng trần, muốn về Phật thì phải lập thân cõi trần. Cho nên kỳ này là cái kỳ đông đo cân đếm hết, công thì thưởng một giây không sót, tội thì trừng chẳng lọt một ai, đưa lên bàn cân công đức, đông đo cân đếm hết, không có tránh một nhị nào hết. Cho nên mong rằng huynh đệ tỷ muội xa gần, những người chưa tu, những người đã tu, mong rằng dọn cái tâm mình cho sạch rác, muốn trở về với Phật thì phải là một cái chân không thanh tịnh. Tại sao người ta niệm rằng Nam Mô Vô Thượng Hư Không, Địa Mẫu Dưỡng Sanh, Bảo Mạng Chân Kinh? Tại vì mẫu vốn vô hình vô tướng, là một cái chân không quyền quá, mới kêu là vô thượng. Mà con người mình chưa đến đó thì làm sao đến chỗ tối cao vô thượng được. Cũng như Quan Thế Âm Bồ Tát cũng vậy. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quảng Đại Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát. Vì cái tâm của mẹ, cái tâm từ bi vĩ đại mà trải khắp muôn nơi, thương cả muôn loài vạn vật, chúng sanh nào khổ niệm đến danh hiệu của mẹ
mẹ phóng quang, mẹ phân thân, mẹ cứu độ. Cho nên cái tình thương của mẹ tràn trề, cái đức độ từ bi vĩ đại vô biên, mới gọi là Nam Mô Đại Từ Đại Bi. Vì cái chuyện rộng lớn mà mẹ vẫn hy sinh, vì trăm họ, vì ba tánh, cái tình thương vô lượng vô biên mới gọi là vĩ đại. Nó là như vậy. Cho nên con người muốn thành Phật thành tiên mà không có cái tâm vĩ đại thì đừng mong thành Phật thành tiên. Ngồi rục rũ giờ cũng không thành nữa. Vì tâm chưa trải ra, chưa xả ra. Khi chúng ta đem cái tâm từ bi chi mẫn cứ trải ra, thương muôn loài vạn vật, thương mọi người, thì mình đi tới đâu mình cũng hạnh phúc, đi tới đâu cũng an vui, đi tới đâu cũng được mọi người thương mình hết. Tại vì mình thương người ta trước đi thì người khác sẽ thương lại mình. Phải vậy không mấy? Dạ. Dạ, đó. Cho nên từ cái nhiễm đó, cho nên mới gánh chịu cái nỗi khổ về nhân quả. Khi nhiễm rồi tạo nghiệp bất lành, thân khẩu ý không thanh tịnh, tạo những điều ác, sát sanh, đạo tặc, tà dâm, ẩm tủ, đủ các thứ mà nó quyến rũ con người phải đi vào một con đường trị lạc. Cho nên kỳ này khó mà về được lắm. Vì chỗ đó mà thầy tổ chúng ta mới nhắc nhở. Hoài đầu tức là trở lại. Nghe tiếng chuông ngân, tức là một cái tiếng chuông ngân là một cái giáo pháp của Phật, của Thầy. Nói lên là một cái tiếng chuông cảnh tỉnh cho chúng sanh. Chúng sanh mê nên đem pháp thuyết, mà giải thoát rồi, pháp bất khả dùng. Khi mình ngộ được rồi, mình buông bỏ được hết rồi, thì không còn dùng pháp nữa. Không cầu nữa, vẫn đắc. Còn tu không phải do cầu mà được đâu. Nó có lao động mới có ngày được hưởng. Không mưu sinh ai cho sướng cho sang. Không khổ lao ai cho được mình vàng. Không hành đạo sao bước đến đàn giải thoát. Cái tu không phải là sáng cúng, chiều cúng, vậy gọi là đủ. Chưa đủ đâu. Đó là chỉ mới lớp mẫu giáo thôi. Thầy muốn dẫn dắt chúng sanh từng bước, từng bước. Sớm với chiều gắn chí nguyện cầu thì sẽ được tòa chương dự kế. Dùng pháp để hóa duyên, hóa độ. Chứ không phải cúng với lại mà được giải thoát đâu quý vị ơi. Mà chúng ta phải thực thi nữa. Một là hiếu cha hiếu mẹ, biết trọng kính của quyền. Hai nữa, đạo vợ chồng phải khắc cốt ghi xương. Rồi anh em phải trên hòa dưới thuận. Rồi con người đối với con người phải có một cái nhân phẩm, cái tư cách đạo đức, biết trọng dụng với nhau, biết nhường nhịn với nhau, biết thương yêu đùm bọc và chia sẻ với nhau. Không nói cái đạo gì cao siêu hết, mà cái đạo làm người là một cái điều quan trọng nhất cho con người chúng ta sống hiện tại. Cho nên Bủ Sơn Kỳ Hương, Phật giáo Hòa Hảo dạy cái pháp tứ ân. Làm cư sĩ tại gia,
tu cũng chứng đắc như thường. Nhưng đừng quá ỷ lại mà lơ đễnh, xem thường lời nói của thầy có dễ quá, dễ tu quá, nhưng mà chỉ lớp mẫu giáo thôi. Còn lên tới trung đẳng, đại học lại còn mắc mỏ hơn nữa. Cho nên con người nó đường đạo đức bước đi từ nấc, ngoại quan hình bất chấp kỳ hình. Chúng ta không còn mê chấp nữa. Về tôn giáo lẫn tôn giáo không phân biệt, không ngăn cách giữa con người giàu nghèo, không còn đẳng cấp sang hèn nữa. Chúng ta vẫn đem một cái tinh thần hòa đồng, thương yêu, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Nếu ai giữ được trọn lành, trọn sáng, thì về cõi Tây Phương học đạo cho hoàn toàn, trở lại cứu vớt chúng sanh. Nó nhiều tiếp mục mà thầy đã dạy. Đến giai đoạn thầy nói tu không cần lại cần quỳ, ngồi đâu cũng sửa, vậy thì mới mau. Ví dụ người ta rảnh ta ngồi thiền được, ta tỉnh tu được. Còn người nghèo đầu tắt mặt tối, làm không đủ ăn, lo cho vợ cho con cho gia đình, rồi tu không được hay sao? Cho nên thầy mở cái ngoặc rất là rộng lớn. Chúng ta đi đứng nằm ngồi chỗ nào tu cũng được, do sự hạ quyết tâm, nhiếp tâm để mà mình định trí, để nhập vào một cái lý tánh chân như của Phật. Chứ chúng ta cứ đi ngoài dòng, lẫn quẩn lanh quanh, tu với một hình tướng phô trương rằng ta là người đạo, rồi đem một cái lý thuyết của thầy mà nói thiên cơ thời cuộc đủ hết. Vì những vị này người ta đã học về giáo lý của thầy rất là thông. Họ nghĩ rằng sau này thầy về phải đem giáo lý này để trả bài. Nhưng mà không phải vậy đâu. Trả bài đối với thầy là điểm danh hạnh đức, tâm từ bi chi mẫn. Do sự hành động của mình có thể hiện được đại đồng hay chưa? Hay là trong một cái khung cảnh nhỏ hẹp của gia đình mình thôi, chỉ biết cơm no áo ấm, ai đói mặc tình, ai khổ mặc tình. Như vậy thì tu đã sai đường lối. Chúng ta phải hiểu xa hơn, rộng hơn. Thầy dạy đại đồng, cả năm châu bốn biển, cả thế giới càn khôn, chứ không có dạy một nhóm hòa hảo đâu. Mà cứ ôm cái hòa hảo, đây là hòa hảo, tôi là người hòa hảo, nhưng mà chẳng hòa, chẳng hảo, thì đã sai rồi. Vì thầy nói khắp thế giới liên dây hòa hảo, thì thầy dạy chúng ta là cả thế giới năm châu phải hòa, phải hảo, phải thương yêu lẫn nhau. Và khắp năm châu bốn biển biết bao nhiêu là tôn giáo, chứ đâu có một khối hòa hảo này không đâu. Mà chúng ta cố chấp mà ôm cái hòa hảo không, mà phân biệt đây là cao đài, đây là Phật giáo, đây là Thiên Chúa, ta không thể gần với những người đó được. Đó là sai. Vì giống Hồng Lạc, Kim Chi, Ngọc Điệp, con người chúng ta
sanh ra là do cha Lạc Long Quân mẹ Âu Cơ. Sanh trăm trứng nở trăm con, là con rồng giống tiên mà. Đó. Mà có tôn giáo đạo Phật, đạo Thiên Chúa, đạo Hòa Hảo, đạo Cao Đài nhất nhất là do đâu? Là ở trên Đức Thượng Thiên đã thấy căn cơ trình độ chúng sanh không có đồng nhất. Yeah. À, kẻ thượng, người trung, người hạ. Cho nên ra các mối đạo. Yeah. Đó. Tùy duyên cơ cảm từng phần, ai thích đạo nào thì quy y theo đạo đó. Đạo là một con đường mà, là một ánh sáng mà dẫn chúng ta đi đến mục đích cứu cánh, giải thoát. Chứ không phải đạo mà chia năm xẻ bảy. Đó là một ý phàm tục mà thôi. Chứ nếu người trí tuệ thông được đạo thì không còn phân biệt tôn giáo nào nữa hết. Mà là như con một cha dìu dắt lẫn nhau trên con đường đạo đức. Con một cha rồi thì một dòng máu mà, da vàng máu đỏ phải không? Thì đâu còn phân biệt. Mà chúng ta còn phân biệt thì chúng ta chưa thông đạo. Còn đem cái tâm phàm phu tục tử mà sử dụng hàng ngày, đó là sai chân lý, rất là sai. À, cho nên cô Năm viết bốn câu là: tình thương nhất thể đại đồng, văn lan đất diệt con rồng giống tiên, Lạc Long quân phụ cha hiền, Âu Cơ tình mẹ thiên liêng tuyệt vời. Đó. Cho nên một cha một mẹ mà không biết thương nhau thì đâu phải là con rồng giống tiên đâu. Mình tự xét lại đi. Đó. Rồi trái lại, tại sao cũng đồng thời có người mà kẻ tật nguyền câm điếc la lết ăn xin đầu đường xó chợ, kẻ phải vô khám, bị còng, bị trói, bị đánh, bị đập. Người được tướng hảo quang minh, ăn trên ngồi trước, sang trọng, hưởng thụ ở thế gian. Là do đâu? Là do luật nhân quả. Chúng ta gieo những hạt giống không tốt, làm những điều không phải, sai luật pháp, sai giới của nhà Phật. À, cho nên phải bị luật trừng trị. Còn chúng ta tu hành chân chính, làm đúng, làm ngay, tâm từ thể hiện, thì chúng ta thông dong tự tại, được hưởng phước báo tại thế gian. Chứ đâu có cái gì khó đâu.